Chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bình và bài tập hôm nay nằm trong chuỗi bài tập yoga dành cho người mới tự tập yoga tại nhà. Bài hôm nay sẽ là một bài tập ngắn về thăng bằng, giúp bạn học cách gồng xiết cơ bụng, mở lồng ngực, giữ người thẳng và song song trong mặt phẳng như thế nào để có thể giữ được thăng bằng. Nào, chạy thẳng ra và bắt đầu thôi. Để bắt đầu, bạn hãy ngồi thẳng lưng lên giữa thảm, sau đó bạn đưa hai tay về trước, đứng trong trong tư thế 4 điểm, hai tay chống xuống sàn, hai đầu gối mở rộng ra bằng hông. Mình tập một vài động tác kép cao cho phần lưng trước khi mình tập thăng bằng. Hai chân mu bên trên bạn úp dưới sàn, hai tay chống chặt, thắt lưng hạ, hít vào, ngẩng mặt đưa lưng lên, thở ra. Hít vào, thắt lưng hạ, nâng người rướn, thở ra. Hít. Thở. Hít. Thở. Một nhịp nữa, hít vào và thở ra. Rồi bạn quay về vị trí trung tâm. Từ vị trí này, việc đầu tiên để giữ được thăng bằng đó là bạn phải giữ chắc phần kho, phần cơ bụng trung tâm. Bạn nhấc lỗ rốn, siết lỗ rốn chặt vào phần lưng thì lưng bạn sẽ tự động nâng lên, phần cơ bụng của bạn sẽ gồng chắc lại. Giữ chặt ở tư thế này trong vòng 5 nhịp thở và cảm nhận phần trung tâm, phần cơ bụng gồng cứng chắc lên. Nhìn chéo vào cột điện phía trước mặt. Từ đây, hãy giữ chặt cơ bụng và đưa chân phải ra sau, nâng lên. Giữ chân phải không cần đưa cao quá, cố gắng vẫn giữ chặt hóp cơ bụng thì chân của bạn sẽ nằm thẳng hàng với phần mông phía sau. Bụng siết chặt, hai tay đẩy thẳng. Nhìn về phía trước, bạn đang giữ thăng bằng trên 3 điểm, hai tay và đầu gối. Cảm giác như bàn chân của bạn đạp căng về phía sau, đạp lên bức tường vô hình ở phía sau. Bám chặt tay phải và đầu gối trái. Từ từ bạn nâng tay trái lên. Nếu được, bạn rướn thẳng tay trái về phía trước. Từ mũi tay tới chân là một đường thẳng. Vẫn cố gắng hóp bụng và giữ chặt thăng bằng trên hai điểm ở đây. Nhẹ nhàng hạ tay, hạ đầu gối, lắc nhẹ qua bên phải, qua bên trái, lỏng ra. Mình đổi bên nha. Hai tay bạn chống dưới sàn, hai đầu gối giữ chặt. Bạn siết cơ bụng, kéo lỗ rốn lên và đẩy thẳng vai. Nhìn chéo về trước, giữ ở đây 5 nhịp. Từ từ bạn thẳng chân trái ra sau, nâng lên, gồng chặt cơ bụng, nâng lên và đạp chân ra phía sau, cảm giác như đang đạp lên một bức tường vô hình phía sau. Giữ thăng bằng trên 3 điểm. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy vươn tay phải rướn về phía trước, hóp bụng giữ chặt. Lúc này bạn đang giữ thăng bằng lên 2 điểm, bàn tay trái và đầu gối bên phải. Rướn người ra từ mũi tay tới bàn chân, kéo căng thành một đường thẳng. Rồi nhẹ nhàng hạ tay, hạ đầu gối dưới sàn, lắc vai, lắc lưng nhẹ nhàng, mềm ra. Đó là kỹ thuật đầu tiên để giữ thăng bằng. Bạn vừa học kỹ thuật thứ nhất đó là siết và giữ chặt, gồng chặt cơ bụng thì lực thăng bằng của bạn sẽ tốt hơn. Tức là người bạn sẽ giữ trên một đường thẳng.
lưng không bị võng xuống và vì cơ bụng chắc nên sẽ giữ được phần hông, phần vai và toàn bộ phần lưng bạn thẳng hàng. Do đó, người bạn thẳng thì khả năng giữ thăng bằng của bạn sẽ dễ hơn. Bài tập thứ hai đó là cách mở rộng lồng ngực. Bạn không co lồng ngực lại, lúc bạn co lồng ngực lại thì người bị dồn về phía trong. Học cách mở lồng ngực ra và để cho toàn bộ lưng của bạn thẳng hàng. Nào, đưa hai tay về trước và sẵn sàng. Round tiếp theo. Hai đầu gối bạn mở rộng bằng hông. Hai tay bạn chống dưới sàn. Bước đầu tiên là hãy hóp bụng, nâng cơ bụng lên. Mở chân phải của bạn về bên phải vuông góc 90 độ. Mở qua thẳng chân trái của bạn ra, bám chắc tay phải dưới sàn. Bạn nâng người ở lên đây trước. Từ từ bạn đẩy mông về phía trước, giữ lồng ngực mở ra. Cảm nhận người bạn đang được mở ngang trên mặt phẳng ngang này, mở rộng rãi người ra. Từ đây bạn đặt tay lên bụng và đạp chân trái của bạn nâng lên. Đừng đưa cao quá, vẫn giữ ở level, ở phần thăng bằng, bằng với hông. Khi bạn giữ thăng bằng được rồi, vươn tay trái lên trời nếu được, ngẩng mặt nhìn theo tay trái luôn. Lồng ngực hãy mở rộng ra, phần tay trái và tay phải vươn cao theo hai chiều thẳng hàng nhau. Phần bụng bạn giữ chặt để đạp chắc chân trái ra sau. Thăng bằng bằng 2 điểm ngang. Giữ thêm một nhịp nữa, đẩy căng người, hít sâu. Rồi nhìn xuống sàn, thở ra chống tay trái, hạ chân trái xuống, lắc người nhẹ theo hai bên. Mình sẽ đổi bên, hai tay bạn bám chặt, bạn mở đầu gối chân trái về phía trái bên trái 90 độ và chỉ dài chân phải của bạn về phía cuối thảm. Bám chặt tay trái dưới sàn, đặt tay lên lồng ngực và mở lồng ngực của bạn lên. Hông bạn đưa về phía trước, bụng siết chặt lại. Bước đầu tiên, hãy nâng chân phải lên. Đạp chặt ra phía sau, cảm giác như bạn đang đạp vào tường phía sau. Tay trái chống chặt dưới sàn, lồng ngực bạn mở rộng. Người giữ trên mặt phẳng ngang và bạn vươn tay phải lên trời. Nếu được, bạn xoay mặt nhìn theo tay luôn. Giữ thăng bằng. Cảm nhận được lồng ngực bạn đang mở rộng ra. Hít. Thở dài. Một nhịp nữa, vươn dài các ngón tay phải lên. Rồi nhìn xuống sàn, chống tay phải xuống, hạ đầu gối, lắc người nhẹ theo hai bên. Lùi ra sau và thả lỏng ra một chút trong tư thế em bé. Chống hai tay bên cạnh đầu gối và đẩy người ngồi thẳng lưng lên. Bạn vừa học xong hai kỹ thuật đầu tiên của cách giữ thăng bằng trong yoga. Thứ nhất là gồng và siết chặt cơ bụng. Thứ hai là mở lồng ngực, mở vai và kiểm soát người trên mặt phẳng ngang. Mình sẽ học kỹ thuật thứ ba, đó là cách nhìn tập trung vào một điểm trước mặt để giữ cho tâm trí bạn tập trung. Thì khả năng giữ tập trung của bạn càng cao thì người bạn càng thăng bằng. Nào, hãy đứng lên. Hãy đứng lên giữa thảm và mình sẽ bắt đầu bằng động tác cái cây. Hai chân bạn mở rộng ra bằng hông. Lồng ngực mở rộng ra. Bạn dồn lực lên chân phải và nhón mũi chân trái lên. Hãy nhớ hai điểm mà mình vừa học vừa rồi. Bụng siết chặt, lồng ngực mở rộng. Bạn không cúi người xuống. Ngừ lồng ngực lúc mà ốp xuống phía trước thì bạn sẽ khó giữ thăng bằng vì người bạn không thẳng hàng. Lồng ngực mở rộng, lưng thẳng, cơ bụng siết chặt. Từ từ kéo chân vào trong. Nâng lên, đạp ngay phía dưới đầu gối. Sẵn sàng. Nếu được, bạn đưa tay trái nắm lấy cổ chân và nâng cao lên. Đạp chặt chân trái vào bắp đùi bên phải. Vai mở rộng ra. Để chân không bị tụt xuống, bạn hãy đạp
đạp chân trái vào đùi, đùi bạn ép ngược về bên trái, chân trái ép về bên đùi, thì tạo ra hai lực ép chặt vào nhau và chân bạn giữ chặt được thăng bằng. Hai tay bạn chắp trước lồng ngực. Bây giờ sẽ là kỹ thuật tiếp theo. Hãy tập trung nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Chú ý nhìn vào điểm đó và không di chuyển ý thức bạn đi bất cứ chỗ nào khác. Rồi bạn vươn hai tay lên trời, rướn người lên. Mắt vẫn nhìn cố định vào một điểm trước mặt. Một nhịp nữa hít vào sâu. Thở ra, bạn hạ tay xuống trước lồng ngực, vẫn giữ mắt nhìn ở điểm cố định. Nhẹ nhàng hạ tay, rồi hạ chân xuống sàn. Đó là kỹ thuật thứ ba khi tập thăng bằng, là nhìn tập trung cố định vào một điểm trước mặt bạn. Lắc lắc hai chân, mình sẽ đổi tập qua chân bên kia. Hai tay bạn chống lên hông, bụng xít, lồng ngực mở rộng, nhón mũi chân phải lên. Kéo chân phải sát vào. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nâng lên, đặt ngay dưới đầu gối chân trái. Nhìn thẳng về phía trước, lồng ngực mở rộng ra. Và nếu bạn đã sẵn sàng, vẫn tập trung nhìn vào một điểm trước mặt và nâng chân phải lên, đạp vào phía trong bắp đùi trái, cảm giác phải đạp chặt vào chân và dùng lực ép từ chân trái ép ngược lại bàn chân thì chân của bạn không bị tụt xuống dưới. Mở ngang đầu gối ra, người bạn nằm trên mặt phẳng ngang này. Rồi rời hai tay và chắp phía trước lồng ngực. Vẫn giữ mắt nhìn vào một điểm trước mặt, bạn nâng hai tay, vươn lên trời, kéo hai tay lên. Hít chậm, thở dài ra. Một nhịp nữa hít vào sâu, vẫn giữ tập trung, mắt tập trung vào một điểm, kéo hai tay của bạn xuống trước lồng ngực, đừng lắc đầu theo tay, chỉ là tay di chuyển, đầu vẫn thẳng và vẫn nhìn vào điểm trước mặt. Từ từ mở hai tay và nhẹ nhàng hạ chân, lắc nhẹ chân, lắc nhẹ người. Đó là ba tư thế thăng bằng căn bản nhất ở trong yoga và ba kỹ thuật thăng bằng căn bản nhất. Mình sẽ học các kỹ thuật nâng cao trong những bài tiếp theo. Bây giờ mình sẽ tập lại chủ ý bài tập thăng bằng này một lần nữa cho mọi người nhớ trước khi mình kết thúc bài tập nha. Nào, quay về thảm. Hai đầu gối chống xuống. Hai bàn tay úp dưới sàn. Nhớ kỹ thuật đầu tiên, siết chặt và hóp bụng lên. Chân phải bạn đưa ra sau, đạp căng về phía sau và vươn tay trái thẳng về phía trước, kéo dài người bạn theo hai chiều từ bàn chân tới bàn tay, giãn thành một đường thẳng. Giữ đây 5 nhịp. 5, cùng chắc bụng vào. 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ tay, hạ đầu gối, lắc nhẹ hông. Vòng thứ hai, nâng thắt lưng, hóp chặt bụng, giữ, từ từ đạp thẳng chân trái ra sau, đạp căng về phía sau, nâng chặt bụng, vươn tay phải về phía trước, kéo giãn người ra. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay, hạ đầu gối dưới sàn, lắc nhẹ lưng qua hai bên, bám hai tay chặt. Bạn mở chân phải về bên phải, úp xuống sàn, chỉ thẳng chân trái ra,
tay phải chống chặt, mở lồng ngực, nâng chân trái lên và vươn tay trái lên trời. 5 nhịp thở ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Nhìn xuống sàn, chống tay, thả đầu gối xuống. Mình đổi bên cho chân trái, hóp bụng nâng hông, mở chân trái về bên trái, thẳng chân phải ra sau, lồng ngực bạn mở rộng và nâng chân phải của bạn lên, đạp về phía sau, vươn tay phải lên trời, giữ thăng bằng. 5 nhịp tiếp theo, 5, 4, 3, 2, 1. Nhìn xuống sàn, hạ tay, hạ đầu gối, lắc nhẹ người qua hai bên, chống tay và đứng thẳng người lên. Mình tập tư thế cái cây một lần nữa. Hai tay chống bên cạnh hông, dồn lực lên chân phải, lồng ngực bạn mở rộng ra, bụng siết chặt, vai mở rộng, nhón mũi chân trái đưa vào trong. Bước đầu tiên, nâng lên đạp vào dưới đầu gối, mắt nhìn vào một điểm trước mặt. Nếu đã sẵn sàng, hãy đưa chân lên đạp vào phía trong bắp đùi. Bạn gọi là đạp luôn, tại vì lực đẩy của bạn phải chắc vào. Mình thấy rất nhiều bạn tập động tác này, bạn không giữ chặt được cơ chân đạp căng vào đùi, cho nên bạn hay bị tụt lên, tụt xuống. Cho nên bí quyết để tập động tác này là bạn hãy đạp chắc, đùi ép vào chân, hai bên đạp căng vào nhau. Hai tay chắp trước lồng ngực, vươn hai tay lên trời, nhìn vào một điểm trước mặt. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hạ tay và hạ chân. Mình tập cho chân bên trái, kéo chân trái vào trong, kéo chân phải vào trong. Nào hãy tập cho chân bên trái, kéo chân phải của bạn vào trong, lồng ngực bạn mở rộng ra, siết chặt bụng, giữ người thăng bằng, nâng lên bước 1, rồi nâng lên luôn, đạp chắc vào đùi bên trái. Hai tay bạn chắp trước lồng ngực, nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Nào vươn hai tay lên trời, kéo dãn người lên, giữ đây 5 nhịp, 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hạ tay xuống trước lồng ngực, nhẹ nhàng cỡ tay, rồi hạ chân, lắc nhẹ hai tay chân, lắc nhẹ hai tay. Hãy lùi người ra sau và ngồi thư giãn trong tư thế em bé một vài nhịp thở trước khi mình kết thúc. Chống hai tay bạn về bên cạnh khuôn mặt, dùng tay đẩy người và ngồi thẳng lưng lên. Cảm ơn bạn đã tập cùng Blog Yogi Travel VN và bài tập những kỹ thuật căn bản để giữ thăng bằng trong bài tập vừa rồi. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký, bấm nút subscribe và bấm nút chuông ở bên dưới để chờ cập nhật vào bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Namaste.